Bạch Thế Tôn, nếu chân như, đối với chân như, dù xa lìa, dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ chân như? Bạch Thế Tôn, nếu Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, đối với Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao đại bồ tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ bạch thế tôn nếu thánh đế khổ đối với thánh đế khổ dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao đại bồ tát có thể không chấp trước mà an trụ thánh đế khổ bạch thế tôn nếu thánh đế tập diệt đạo đối với thánh đế tập diệt đạo dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao đại bồ tát có thể không chấp trước mà an trụ thánh đế tập diệt đạo bạch thế tôn nếu bốn tịnh lự đối với bốn tịnh lự dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao đại bồ tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn tịnh lự bạch thế tôn nếu bốn vô lượng bốn định vô sắc đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc dù xa lìa, dù chẳng xa lìa, thì làm sao đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn vô lượng, bốn định vô sắc? bạch thế tôn nếu tám giải thoát đối với tám giải thoát dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao đại bồ tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tám giải thoát bạch thế tôn nếu tám tháng xứ chín định thứ đại mười biến xứ đối với tám tháng xứ chín định thứ đại mười biến xứ dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao đại bồ tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tám tháng xứ chín định thứ đại mười biến xứ bạch thế tôn nếu bốn niệm trụ đối với bốn niệm trụ dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao đại bồ tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn niệm trụ bạch thế tôn nếu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao đại bồ tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn giải thoát không, đối với pháp môn giải thoát không, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát pháp môn giải thoát không? Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện?